Cuộc đời vẫn đẹp sao? Những diễn biến tiếp theo. Vợ cũ tìm về khiến anh Lưu khó xử. Bố mẹ tìm vất vả Luyến. Khi nghe tin bác bị bắt, Yến quay về đòi nợ số tiền của bà Tình, bắt Luyến phải ký đơn ly hôn Sơn. Những tưởng nút thắt cuộc đời đối với anh Lưu và Luyến chỉ còn là món nợ của Thạch kia mà thôi. Nhưng không bao giờ trả hết nợ đời. Nhưng không bao giờ trả hết nợ đời thì mới mong đời thanh thản. Khi mà Luyến đã cho anh Lưu vay số tiền để trả bọn chúng, cứ tưởng rằng cuộc đời giờ sẽ đẹp sao khi Luyến và Lưu về bên nhau. Nhưng chưa, vợ cũ của anh Lưu đã tìm về, rồi bố mẹ Luyến cũng tìm lên bắt vạ. Chưa hết, Yến, vợ mới của Sơn cũng tìm về, yêu cầu Luyến phải ký vào đơn ly hôn với Sơn. Câu chuyện quá khứ đầy đau buồn của anh Lưu cuối cùng cũng đã tìm về. Ngay khi anh Lưu và Luyến vừa tình cảm bên nhau thì vợ cũ đã tìm về. Cô vợ đã bỏ anh Lưu và Thạch đi khi anh nghèo khó, khiến cho cả đời anh cay đắng và hận lũ đàn bà. Năm xưa, cô ả đã từng bỏ rơi Thạch và nhắn rằng nếu không nuôi được thì bỏ Thạch vào trại trẻ mồ côi. Thế mà giờ đây, mụ ta lại quay về đòi nhận con, rồi ra mặt ghen tuông với Luyến. Với Thạch, bao năm qua tuy được bố chăm sóc nhưng cô cậu vẫn mong ngóng một ngày được gặp mẹ. Chính sự xuất hiện của vợ cũ đã khiến cho mối quan hệ giữa cha con Lưu cũng rơi vào những rạn nứt. Về phần bát, với những tội lỗi táng tận lương tâm không bằng loài cầm thú, cuối cùng hắn cũng phải trả giá. Bát đã bị bọn giang hồ kia truy đuổi rồi phải vào tù bóc lịch. Ngay khi nghe tin cậu con quý tử của mình bị bắt, bố mẹ Luyến đã ngay lập tức tìm lên đến tận nơi, rồi đoạn bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Tại sao mày lại báo công an bắt em mày? Tại sao mày không bảo vệ em mày? Rồi tiền đâu? Đưa đây cho tao để tao vào tao cứu em nó. Chưa hết, Luyến còn phải bực bội khi Yến, vợ mới của Sơn đã quay trở về. Nhưng tưởng số tiền đó là mồ hôi, nước mắt của Sơn làm lụng để gửi về xin lỗi và báo hiếu cho mẹ. Nhưng thực ra, số tiền đó cũng là Sơn lấy của Yến rồi gửi trộm về cho mẹ. Yến đã tìm gặp bà Tình và Luyến. Cô ả không về để đòi lại số tiền, nhưng ả đã yêu cầu bà Tình ký vào giấy từ con, còn Luyến thì ký vào đơn ly hôn với Sơn để sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa.